Vừa qua, WinCommerce đã trở thành doanh nghiệp bán lẻ đầu tiên của Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng nhà bán lẻ của năm tại lễ trao giải Asia Fruits Awards. Nhà bán lẻ của năm là giải thưởng uy tín do tạp chí Asian Fruits đánh giá dựa trên các yếu tố quy mô phát triển hệ thống, danh mục trái cây, rau quả tươi, đa dạng và chất lượng, các chương trình ưu đãi, quảng bá nông sản, hệ thống vận hành, quản lý kho và phân phối sản phẩm. Là doanh nghiệp chiến thắng giải thưởng, WinCommerce được đánh giá là một trong những doanh nghiệp tại châu Á có nhiều hoạt động nổi trội, phát triển mạnh mẽ trong ngành bán lẻ nhiều năm qua. Chiến thắng giải thưởng nhà bán lẻ của năm cũng là động lực để WinCommerce nỗ lực hơn nữa trong việc tối ưu vận hành hệ thống, tiếp tục cung ứng sản phẩm tươi ngon thượng hạng với chi phí hợp lý cho hơn 100 triệu người dùng Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của thị trường bán lẻ Việt Nam nói riêng và khu vực.